Ờ ơi, tôi trong đây nè. Trời ơi, cái mắt thấy vết sẹo luôn á. Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì sợ đi kỹ lắm luôn. Cái gì vậy? Ê, thấy đẹp không? Đẹp không? Đẹp không? Hoàn mỹ ha. Đẹp ghê ha. Bực mình bà nè. Trời ơi, tại làm cái gì mà gọi điện thoại hoài nãy giờ không chịu nghe máy. Ủa có hả? Có. Trời ơi, 12 cuộc gọi nhỏ lắm. Hên là bà có nhà đó, tôi là chuyên gia sấn xa sấn xác qua không chịu gọi trước rồi xong cái bà không có nhà cái te te đi về. Không phải, tại vì tự nhiên để cắt chuông rồi quên. Tập trung vô cái này phải không? Ừ, tập trung vô. Bà nhìn kỹ rồi. Bà nhìn coi. Không, đẹp hay không là khác nữa kìa. Có cái mũi nè. Nguyên cái sóng luôn ha. Cái sóng. Đúng không? Bà nhìn kỹ đi. Đúng rồi, nhìn là biết sửa mà. Ủa, biết luôn hả? Biết chứ, trời ơi, cái nhìn giả trân. Trời nè, cái mũi thiệt nhìn vô cái là thấy thiệt liền. Còn cái mũi giả nhìn vô cái thấy giả liền. Ủa vậy hả? Ừ, bởi vì cái nét đẹp tự nhiên luôn luôn phải hơn nét đẹp phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng đó là quan niệm thời xưa. Ủa sao vậy? Bây giờ không bà ơi, trời. Bây giờ với tôi là tôi cảm thấy là giống như là không cần nhất thiết là phải đẹp tự nhiên đâu. Bây giờ mình xấu hay là mình có khuyết điểm gì thì mình cứ tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ đi. Bởi vì nó quá tuyệt vời, nó quá vi diệu bà ơi. Thiệt. Định sửa gì? Giờ sao nè? Cái mũi, cắt cánh mũi đúng không? Cái môi, môi dày rồi, tim chi nữa? À, cái môi cho nó thành hình trái tim xíu. À, cái cầm là ít còn chứ cái cầm bà ngắn quá. Tim chút cho nó dài ra, hiểu không? Thôi. À, cái gò má, nghe nó tim baby, gì gò má baby gì nó trẻ ra liền. Thôi thôi bà ơi, tôi nói là nói người ta thôi chứ không phải là tôi nói tôi. Tôi vẫn đang rất tự tin về cái vẻ đẹp của mình. Nhưng mà tại sao tôi thấy phẫu thuật thẩm mỹ bây giờ quá vi diệu? Là tại sao? Đi uống cà phê, bà biết tôi gặp ai không? Ai ta? Đi đoán xem. Cho một chút gì đó đi. Học lớp. Học lớp là lớp chung mình. Lớp mình. Chính xác, đoán. Cấp mấy? Đại học. Đại học hả? Đại học à, đông quá. Đông quá sao đoán được? Trong tên có một chữ L. Con Loan. Con Loan. Không phải là Loan. Chứ tên gì? Mà là Lan. Tôi nói bà nghe, bây giờ bà gặp lại bà hết hồn liền. Xấu hơn xưa nữa hả? Không. Chứ sao? Đẹp mà không nhận ra luôn. Trời ơi, ta nói nguyên. Ủa? Một bả vô trễ bà. Cái nết đi vô trễ. Nguyên một lớp mình họp rồi. Cái xong chuẩn bị mà nâng ly vô. Cái tự nhiên mở cửa bước đi vô. Cái nói ủa ai ta tưởng đi lộn phòng. Ai nhà không? Bà xà vô mà nói ha chào mọi người. Ủa mọi người cũng hú hồn nhìn bà. Thì ra là con Lan. Ủa nó uống thuốc gì mà nó đẹp dữ vậy? Thuốc sao gì vậy? Đâu, nó phẫu thuật thẩm mỹ vậy nè. Nó giống gì nè. Cái gì? Cái chân mày thì làm chân mày nha, nâng cung chân mày gì đó không biết. Rồi mắt thì cắt mắt nè, gắn lông mi giả nha. Rồi hình như là mở hốc mắt, mở tròng gì đó không biết. Rồi tiêm má baby, sửa mũi, tiêm môi, làm cằm nè. Hình như tôi nhớ là có gọt hàm với làm cằm nữa. Rồi nghe nói là có đi truyền trắng nữa. Trời, hồi xưa đen thù lùi luôn mà bây giờ là cho nó trắng tóc. Cái da trắng bóc luôn. Nhưng mà không có phải là xài kem trộn, mà cái này là gọi là tiêm truyền. Thôi. Đó, đang chuẩn bị làm ngực nữa. Cái gì? Ừ, nói chung là bây giờ làm hết luôn. Nói chung là bả thấy là bả đẹp quá nên bây giờ cái gì mà không tự tin là làm hết. Ê, coi chừng nó bị lạm dụng rồi đó nha. Mà tôi nghĩ là chính vì cái việc mà phẫu thuật thẩm mỹ bả đẹp như vậy cho nên bả mới tự tin và càng ngày càng có thêm cái động lực để làm đẹp. Cho nên tôi nghĩ á, bây giờ bả đi phẫu thuật thẩm mỹ. Đúng không? Phẫu thuật thẩm mỹ hả? Ờ. Thì để suy nghĩ lại. Ê, nghi nha. Chắc tôi bớ người ta. Có người muốn phẫu thuật thẩm mỹ kìa. Cái gì vậy trời? Thì ra không cần phải bớ người ta cái gì hết á. Hồi nãy giờ là em đứng ở ngoài cửa là hả, em nghe được hết rồi. Cái gì vậy? Chị Minh Minh, chị vừa phải thôi nghe chưa? Hả? Chị hả âm thầm đi phẫu thuật thẩm mỹ để hả giành cái chức hoa khôi của cái khu phố này với em đúng không? Cái gì vậy trời ơi, cái gì vậy em? Em nghe hết rồi, chị Thanh Tâm, chị nói một câu công bằng đi. Trời ơi, tự nhiên cái gì ủa xuất gì? Hiện cái bà này bớ người ta, cái bà này xuất hiện cái hú hồn của dí à. Đó, bây giờ hả, bây giờ có phẫu thuật thẩm mỹ không? Bây giờ chị nói đi, bây giờ chị tính là giành cái chức đó của em đúng không? Bây giờ em nhường cho chị luôn, chị không có cần phải nói cái gì nhiều hết á. Em đã nhường hết cho chị đó. Thôi đi em ơi, cái chức mà hoa khôi đẹp nhất cái khu phố này đâu phải em muốn nhường là nhường đâu. Em trẻ em đẹp, còn chị cũng trẻ đẹp nữa. Nhưng mà cái nét đẹp của chị khác, nét đẹp của em khác. Nhưng mà chị cũng đâu có ý định là đi phẫu thuật thẩm mỹ đâu. Hai cái lỗ tai này của em nó nghe rất là rõ, chị nói là bây giờ chị sẽ đi phẫu thuật thẩm mỹ. Đúng. Có
có phẫu thuật thẩm mỹ nhưng mà là bạn của tụi chị chứ không phải là chị. Hiểu không? Chị không có đi sửa. Trời ơi, thiệt có chán ghê vậy đó. Lỡ ai rồi cũng sẽ bị lỡ tay thôi. Nhưng mà chị biết sao, biết sao mà em lại hốt hoảng vậy nè? Tại vì em cũng đang rất là quan tâm với cái vấn đề phẫu thuật thẩm mỹ đúng không? Đúng rồi. Đó, thôi em muốn sửa chỗ nào? Thì em sửa chút chút chỗ này chỗ kia. Tại em có nhỏ bạn đó nha. Nó hồi xưa nó cũng kiểu đẹp cũng thường thường thôi. Cái sửa lên nha, cắt mí hết hồn luôn rồi rồi hả, chua cắt mí không chưa hết hồn nha, rồi tiêm môi nha, rồi tiêm má, rồi hả độn càm càm vi lai, trời đẹp xuất sắc luôn á chị. Mê lắm đó. Sao mấy bà nói gì chen nhau vậy? Ê, có mấy khi máy nhỏ nó giống nhau thì không? Thì đúng rồi, đa số phẫu thuật đẹp bà nhìn coi, ví dụ như bây giờ cái mặt bà đang bình thường, bà làm một tí mũi cao lên tí xíu thì bà sẽ nhìn vô bà thấy tổng thể cái càm bà thiếu không đó. Đúng không? Đúng. Thì bác sĩ sẽ tư vấn cho bà là lên thêm một miếng càm. Chị đó, khi mà mũi có rồi, càm có rồi, tự nhiên cảm thấy cái mặt bà nó sắc lên một tí xíu thì mặt bà bị hóc, nó cao lên như nè, thì cần phải tiêm lên đây để chị để nó đầy ra, để nó không bị già. Đúng đó rồi. Rồi nhiều khi như vậy đủ rồi thì bị thiếu con mắt, thấy không? Đây nâng lên thì có con mắt nè. Đó, phải nâng lên, nói chung là cái gì nó cũng chút thành ra là toàn thay là phải làm luôn. Chính xác. Chị có tính sửa không? Không, hiện tại thì chưa. Nhưng vậy? Mà nhưng mà tại vì biết sao không? Tại vì lo, đôi khi có những cái biến chứng rất là nguy hiểm. Sao vậy, nguy hiểm như thế nào? Ví dụ như mà mình tìm những cái chỗ mà không an toàn đó, rồi mình làm, nhiều người làm cái mũi nè, giống như cái gì? Ê, bị hoại tử. Tôi biết rồi, tự nhiên trí nhớ đó, hoại tử đúng không? Là nhiều khi tiêm những cái chất mà nó không có được lưu hành đó là đó, cũng nguy hiểm lắm đó. À đúng rồi, bởi vậy nha em á, em phải đi hỏi kỹ bác sĩ nha, tư vấn đàng hoàng nha, chứ không phải là muốn ai xúi cái làm đâu nha. Em biết rồi, em tưởng đâu á là chị Minh hả muốn đi, mình không có rủ em đi nên em mới vậy đó. Nói chung là hiện tại thì chưa, nhưng mà phụ nữ thì ai mà không già đi đúng không mọi người? Mà khi mà già đi thì nhan sắc chúng ta cũng hơi bị tụt dốc đúng không? Thì chúng ta cần phải trùng tu đúng không? Hay hôm nay rảnh nè, mình đi hỏi thăm thử đi, để mai mốt mình có gì cần cái mình đến liền luôn. Được không? Bà đi không? Đi. Đi. Xin chào quý vị khán giả, chúng ta đang gặp nhau trong chương trình Bác sĩ của bạn. Kính thưa tất cả quý vị, không phải ai ngay từ khi mới sinh ra cũng được trời phú cho một cái nét đẹp tự nhiên, thật là hài hòa. Vì vậy, phẫu thuật thẩm mỹ giúp cho những người kém may mắn hơn có thể đẹp hơn và hoàn thiện hơn về nhan sắc. Phẫu thuật thẩm mỹ thì cũng có nhiều lợi ích của nó. Tuy nhiên thì bên cạnh đó cũng có những yếu tố mà bạn nên cân nhắc trước khi tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ. Hãy cùng với Diễm Loan và chương trình Bác sĩ của bạn gặp gỡ và trò chuyện với bác sĩ chuyên khoa 2 Vũ Hữu Thịnh để có thể hiểu kỹ hơn về vấn đề này thông qua chương trình Bác sĩ của bạn ngày hôm nay nhé. Xin chào bác sĩ ạ. Cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình. Xin kính chào quý vị. Thưa bác sĩ, phẫu thuật thẩm mỹ là gì ạ? Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ là một trong những chuyên khoa sau của cái bác sĩ về ngoại khoa. Thì trong đó vấn đề mà phẫu thuật tạo hình á, là mình làm thế nào đó để cho một cái người bệnh có một cái khiếm khuyết, một cái bất thường ở trên cơ thể thì trở về hình dạng bình thường. Ở trong khi thẩm mỹ thì đòi hỏi một cách cao hơn, như là làm cái gì đó để một người bình thường trở nên đẹp hơn so với những cái mà người ta mong muốn. Thí dụ cái mũi thấp mình có thể làm cho nó cao, thí dụ như vậy. Không biết ưu và nhược điểm của phẫu thuật thẩm mỹ là gì thưa bác sĩ? Tất cả những cái phương pháp, đặc biệt là về phẫu thuật, thì đều có những cái ưu và khuyết điểm cả, không có cái nào là ưu điểm hoàn toàn. Tuy nhiên về mặt thẩm mỹ, phẫu thuật thẩm mỹ nói chung thì tất cả những cái phương pháp phẫu thuật đều có những cái giới hạn, một cái gì đó rất là trong một khoảng thời gian ngắn chứ không thể nào mà vĩnh viễn. Và chúng ta cần phải chăm sóc cũng như là chỉnh sửa theo cái diễn tiến thời gian cũng như là theo cái ý muốn của khách hàng của mình. Các phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ thông dụng hiện nay là gì ạ? Hiện nay về thẩm mỹ thì người ta sẽ chia làm hai phương pháp là thẩm mỹ nội khoa và thẩm mỹ ngoại khoa. Thế thì nội khoa nghĩa là không phẫu thuật. Phương pháp này thì tương đối khá là đơn giản và cũng như là cái mang lại hiệu quả cũng tương đối là đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Ví dụ như có thể là chích xóa nhăn hoặc là trẻ hóa da hoặc laser chẳng hạn như vậy. Đó là phương pháp về thẩm mỹ nội khoa. Thì thẩm mỹ nội khoa nó sẽ can thiệp ít hơn, thì dĩ nhiên nó sẽ có những cái biến chứng cũng có nhưng mà nó sẽ thấp hơn. Kết quả nó cũng có một phần về giới hạn. Tùy thuộc vào chúng ta chỉ định nó như thế nào cho nó đúng. Phương pháp thứ hai là thẩm mỹ, phẫu thuật thẩm mỹ hay là thẩm mỹ ngoại khoa. Nghĩa là chị em mình hay nói là sử dụng dao kéo á. Thế đó là thì đã là cách sử dụng để mà vào phẫu thuật cần một bác sĩ có chuyên khoa sâu về phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ.
thì khi đó kết quả thẩm mỹ nó sẽ đòi hỏi là sự can thiệp nhiều hơn cũng như là đạt kết quả tốt hơn. Thì cái đó thì lại đòi hỏi là phải có một cái chứng chỉ hành nghề một cách gọi là đúng chuyên khoa, thì khi đó chúng ta mới đảm bảo được cái an toàn cũng như là cái kết quả thẩm mỹ đạt theo mong muốn. Và để đảm bảo an toàn trong phẫu thuật thẩm mỹ thì chúng ta cần phải làm gì ạ? An toàn trong phẫu thuật thẩm mỹ là một vấn đề rất là quan trọng và rất là nhiều người quan tâm. Chúng ta đã đi làm đẹp nghĩa là cái an toàn phải là trên hết. Nếu như mà không an toàn thì dĩ nhiên thì kết quả thẩm mỹ nó sẽ không đạt được. Thế thì để được cái những cái vấn đề đó thì thực sự ra trong cái tình hình phẫu thuật thẩm mỹ cũng như là nhu cầu về phẫu thuật thẩm mỹ hiện tại ở Việt Nam chúng ta rất cao. Thế thì chúng ta người là người quyết định phẫu thuật thẩm mỹ thì chúng ta cần phải tìm hiểu những thông tin, đặc biệt là những thông tin về cái cơ sở y tế mà mình muốn làm cũng như là trình độ chuyên môn. Thế thì thường thì vẫn khuyên những cái khách hàng của mình là trước khi mình quyết định phẫu thuật thẩm mỹ, mình vẫn cần phải tìm hiểu những cái thông tin, những cái nguồn thông tin mà chính thống và trực tiếp từ bác sĩ phẫu thuật cho mình. Đó là điều quan trọng nhất. Thưa bác sĩ, phẫu thuật thẩm mỹ thì có biến chứng hay không ạ? Như mình nói thì tất cả những cái phẫu thuật đều có những cái ưu khuyết điểm. Vì trong cái khuyết điểm đó nghĩa là có những cái biến chứng của nó. Thế thì nói cho một cách đơn giản dễ hiểu, chúng ta can thiệp càng nhiều thì biến chứng nó càng có thể nó sẽ càng nhiều hơn. Còn can thiệp ít hơn thì biến chứng ít hơn. Cũng như chúng ta lựa chọn những cơ sở uy tín, an toàn thì những cái biến chứng ví dụ như nhiễm trùng, chảy máu hay là dị ứng dị vật hoặc là những cái biến chứng sau đó, sau phẫu thuật hay là cũng như là kết quả phẫu thuật như thế nào, nó tùy thuộc vào trình độ tay nghề của bác sĩ cũng như tùy thuộc vào cái cơ sở vật chất của cái cơ sở y tế đó. Cụ thể là của bệnh viện có chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ. Nhiều người cũng quan tâm tới vấn đề phẫu thuật thẩm mỹ nhưng mà lo lắng về vấn đề sức khỏe về sau. Xin bác sĩ tư vấn là phẫu thuật thẩm mỹ về lâu về dài thì có ảnh hưởng gì đến sức khỏe hay không ạ? Về nguyên tắc thì những phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ hiện nay thì thường là được đánh giá cũng như là được lựa chọn những phương pháp để mà đảm bảo cái an toàn cũng như tính mạng của người đi làm thẩm mỹ. Trên nói về những cái phương pháp mà chính thống, những phương pháp được phép sử dụng, được phép thực hiện tại Việt Nam cũng như trên thế giới thì những phương pháp này đa phần là an toàn cũng như là không ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh cũng như khách hàng của mình. Thưa quý vị, làm đẹp là nhu cầu của tất cả mọi người và hy vọng là chương trình ngày hôm nay đã mang đến cho quý vị những kiến thức cần thiết để chúng ta có thể làm đẹp chính đáng, làm đẹp an toàn và hiểu được về làm đẹp thì chúng ta sẽ tìm được đến những nơi uy tín ạ. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn bác sĩ đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay. Quý vị khán giả thân mến, để có thể hiểu rõ hơn về vấn đề sức khỏe, để có thật nhiều những kiến thức chăm sóc sức khỏe và cả vấn đề thẩm mỹ, đừng quên tiếp tục theo dõi chương trình bác sĩ của bạn vào sáng ngày mai nhé. Còn bây giờ Diễm Loan xin được nói lời chào tạm biệt.